bịt hết mặt. Một tí thôi đừng già nữa, bảo rồi. Cái kiểu nó loang ra. Cái bưởi này ai dòng hay là tự mặc thôi à? Tiệt rồi. Đằng kia không có. Ngoài dòng đây thì làm sao mà quả nó ăn. Hay là ba cháu tôi bây giờ mới xong, chính là còn bây giờ còn nghĩa trang. Thế à? À, à. Và không mới tìm mới cung rồi, thấy cái bàn chảo này. Nó hết rồi. Thôi đừng già nữa. Này. Lại già rồi. Cho vào trong để làm gì nữa kìa.
Vì vì anh bác cháu tôi đã hoàn chỉnh quả bảy phục sức phục các bạn xem quả bẫy siêu khủng của tôi rốt khoảng ít nhất phải gần 20 người ngồi thoải mái các bạn ạ. Bắt được con hổ con trong này. Hello các bạn, thôi bây giờ tôi tắt máy và tôi ngụy trang để tôi đậy hết lên và một tuần sau tôi vào tôi thăm tôi sẽ quay cho các bạn xem. Ok, xin chào các bạn nhé.